Hello, Nguyễn Đức Long xin kính chào đại gia đình chúng ta. Hôm nay thì Nguyễn Đức Long đến một cái nơi rất là đặc biệt. Mà nơi này thì thưa quý vị rất là nổi tiếng. Là nơi đây mệnh danh là Đất Thép Thành Đồng. Thưa với quý vị, đây là một những cái nơi mà khu di tích lịch sử tầm quốc gia. Thì thưa với cả nhà chúng ta, hôm nay lại Long có dịp đến đây gọi là về thăm lại cái nơi di tích này. Một thời cái như rằng là chiến tranh cũng mang đậm cái dấu ấn lịch sử. Thì thưa với cả nhà, đây là một chiếc máy bay này thưa thật với quý vị rất là hoành tráng mà còn nguyên si, nguyên vẹn. Bây giờ được đang trưng bày ở ngay cái khu vực của địa đạo Củ Chi chúng ta. Thì thưa với cả nhà, tất cả những cái nơi đây là coi như rằng là giống như một cái viện bảo tàng. Đây là những cái khẩu súng ngày xưa. Đó, quý vị thấy không? Đó, khẩu súng ngày xưa. Ở đây là chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng cũng mặc dầu rằng đã qua rất là nhiều năm rồi, phơi nắng phơi mưa nhưng mà vẫn còn coi như nguyên vẹn. Rất là rất là đẹp nha quý vị. Đây, những chiếc trực thăng ngày xưa đó quý vị. Còn đây là, nếu như không lầm, đây là một chiếc chiếc xe tăng quá. Xe tăng nhưng mà nó giờ nó không còn nguyên vẹn nữa, nó đã hư hết rồi, nó còn chỉ còn cái xác không thôi quý vị. Đây thêm chiếc nữa nè. Đây là những chiếc xe tăng nè. Đó. Đây chiếc này nè, chiếc xe tăng này mới còn nguyên nè, quý vị thấy không? Đó, chiếc xe tăng này còn nguyên nè. Đó. Đó. Rất là đẹp. Đó. Xin chào mấy con. Bây giờ cho chú hỏi này, con tên gì? Dạ con tên Phương Dung. Phương Dung hả? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 25 tuổi. 25 tuổi? Ủa là thường thường con có hay đến khu này để tham quan chơi không? Dạ lâu lâu con cũng đến xem. Vậy hả? Dạ. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi một mình. Con đi có một mình? Dạ. Con đi từ hồi nào giờ? Dạ con đi hồi trưa tới bây giờ. Hồi trưa tới bây giờ? Dạ. Ồ, như vậy thì tại sao con lại thích đến nơi này? Hay là con đi chơi, con tình cờ con vào con gặp thôi? Dạ không, con cũng nghe và tìm hiểu về địa đạo Củ Chi á. Dạ con thích, con muốn đến xem. Ồ, nhưng dạ. Con đến đây được bao nhiêu lần ha? Đây là lần đầu tiên? Dạ lần đầu tiên con đến. Lần đầu tiên con đến? Dạ. Thì con cảm nhận ở nơi này như thế nào? Dạ đây thì mình được xem và những hiện vật vũ khí vũ trang ngày xưa. Như máy bay trực thăng thì mình được xem tận mắt. Chứ còn từ hồi đó giờ là chỉ nghe thôi đúng không? Dạ. Hay hoặc xem trên truyền hình thôi chứ chưa thấy tận mắt đúng không? Dạ. Bây giờ thấy tận mắt, nhưng mà không phải là mô hình, mà đây là những chiếc trực thăng, những chiếc máy bay mà đã coi như là hư hỏng rồi. Dạ. Thì mà được coi như là bộ đội chúng ta coi như đánh thắng rồi cuối cùng là mang về đây để trưng bày thôi, chứ không phải rằng là nó còn hoạt động, nhưng mà thấy cũng là hấp dẫn đúng không con? Dạ. Thì bây giờ là con theo như con là tuổi trẻ hôm nay á, thì con nhận xét về cái thời mà cha ông ta, mà cái thời mà đánh giặc mà để mà cứu nước như vậy, thì cũng thấy là cái địa đạo Củ Chi này người ta họ phải coi như rằng là đào, bỏ công ra đào cái địa đạo rất là sâu, và để mà coi như rằng là cho bộ đội của chúng ta coi như rằng là trú ẩn dưới đó, để mà chờ thời cơ mà để lên mà chiến đấu với địch như vậy. Thì con thấy sao, con thấy cái công lao của ông cha ta như thế nào? Quá lớn hả? Dạ. Cực kỳ là kỳ công nhờ, rất là nhiều sức lực của tất cả các ông bà cô chú ngày xưa. Khách tham quan ha, khách tham quan rất là đông. Chào chị. Chị cho em hỏi thăm chút xíu, chị ở đâu mà chị đến đây tham quan đây nhỉ? Chị ở Sài Gòn đấy. Sài Gòn ở quận mấy?
quận Tân Phú. À, Tân Phú hả? À, chị đi đây cùng gia đình ha, đi. Đi cùng con gia đình các con các cháu đấy. À, gia đình các con các cháu. Là cái nơi linh thiêng đấy, cái nơi cụ đạo chí này là chị vong quẩn lâu lắm rồi mới chết đi. Năm nay là chị đúng 60 tuổi, là chị mới được đặt chân đến đây. Đi nhiều lần mà không được tới đấy, không họ không mở cửa. À. Hôm nay mới toàn đến đấy, cũng là một cái mảnh đất quá tuyệt vời. À. Nghĩ là đúng thật là rất là đúng. Người bộ đội Việt Nam mình thật là anh dũng đấy em, anh dũng hy sinh cho đất nước đấy. Yeah. Có ngày hôm nay chồng chị cũng 10 năm đi lính về, cùng ở Campuchia về, cùng ở trên cái chỗ mà đi lính ở Campuchia về đấy. Anh được mơ lắm, anh được mơ, anh nhìn những cái này anh được mặt chảy đã. Anh nghĩ là bao nhiêu đồng bào đồng chí của mình hy sinh tất cả đấy. Đấy. Với có những ngày hôm nay đấy em. À, anh đâu chị, anh đâu chị? Anh đây này. À, cho ông chị. Ơi, ông. Ông Phú, cái này này, chị nghĩ như thế này là nước mắt cấm nổi em ạ. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn chị rất nhiều, để em cho em xin tâm sự với anh Phú chút xíu. Dạ, em chào anh Phú ạ. Vâng, chào anh. Được biết anh cũng là một lính bộ đội Cụ Hồ. Sĩ quan xe tăng này. À, sĩ quan xe tăng luôn. Này này. À, như vậy thì thưa anh là trong thập niên nào anh nhỉ? 80. 80, như vậy là 87. À, 80-87. Là anh ở chiến trường Campuchia. À, Campuchia. Là anh trực tiếp coi như vận hành cái chỉ huy là xe này, này. À, chỉ huy thôi. Vâng. Hay là anh trực tiếp lái? Chỉ huy chứ. À, chỉ huy. À. Sĩ quan mà. À. À, như vậy thì thưa anh là làm cái hồi mình chỉ huy như vậy, làm ví dụ như mà ra trận là anh muốn điều chiếc nào đi ở đâu như thế nào là anh chỉ huy? Đúng rồi. Một trung đội là 3 chiếc này. À. Như vậy thì nếu bây giờ thì anh đã xuất ngũ anh về lại rồi thì bây giờ anh dòm những cái chiến tích này á mà bộ đội chúng ta ngày xưa mà đã đánh thắng và đã thu. Ồ, trời hơi mưa thôi, anh thông cảm nha. Vâng. À, và có nghĩa rằng là như vậy thì anh thấy cái những cái xác xe tăng như thế này thì anh có cảm nghĩ gì về cái thời của anh? Tôi cảm nghĩ ngày xưa đi quá thời đánh Mỹ thì không rồi, mà thời chiến tranh Tây Nam thì bọn tôi ở binh chủng xe tăng này là binh chủng thẹp mà. Dạ. Yeah. Đánh đấu thẳng đấy. Dạ, 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 dạ. Như vậy là bây giờ là nhìn những cái xác xe tăng này là giống như là một thời ký ức đã ùa về. À, đúng không anh? Vâng. À, thì hôm nay anh lên đây là để tham quan hay là đi công tác gì hay là đi như thế nào? Tham quan thôi. À, tham quan, đi cùng gia đình. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh Phú nhiều nhé. Vâng. Rồi, cảm ơn. Chào anh nhé. Rồi, rồi. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Anh thấy em đi hồi nãy giờ cũng đi tham quan rất là nhiều cái điểm ở trong cái khu di tích lịch sử này. Thì em có tiện cho anh hỏi em ở đâu mà em đến tham quan cái khu địa đạo Củ Chi này không hay không? Dạ em ở Tây Ninh, nhưng mà cũng biết địa đạo Củ Chi là một cái nơi hoạt động cách mạng từ chống Mỹ, cho nên là đi tham quan. Và đi vào đây rồi thì thấy cái khung cảnh ở đây, tưởng tượng là cái thời mà chiến đấu chống Mỹ thì nó quả thật là đúng là can sự quá hào hùng. Ừ. Em đã lớn lớn cho mình tiếng ha? Dạ. À, rồi em hồi nãy giờ em đi được tham quan được bao nhiêu điểm rồi? Em tham quan cũng được 3 điểm rồi. Em thấy những cái ví dụ như ở đây nè, anh thấy đây nè, đây là hình như là bom đúng không? Dạ đúng rồi, là bom, là bom đạn. Bom đạn hồi xưa đúng không? Dạ. À, thành ra em thấy cái thời đó mà bộ đội của Hồ chúng ta thì vũ khí rất là thô sơ đúng không? Rất là thô sơ, mà cuối cùng thì bây giờ là vẫn đánh thắng được cái như là quân giặc mà hùng mạnh, vũ khí tối tân như thế này. Đó, pháo 155 ly nè. Đó, quý vị thấy không? Đó. Rồi pháo 105 ly nè, pháo 203 ly nè. Đó, quý vị thấy ớn không? Đó, đây. Rồi bom pháo của Mỹ trên đất Củ Chi, thấy ớn không? Đó. Có nghĩa rằng là cái thời bây giờ đó thì thưa thật với quý vị rằng là bao nhiêu bom đạn mà của coi như quân đội Mỹ đã coi như rằng là trút xuống cái mảnh đất Củ Chi vô cùng khốc liệt, nhưng mà với tinh thần quân và dân của coi như là huyện Củ Chi nó riêng và nói chung là phía Nam này nói chung thì tất cả coi như là những người cũng đều coi như rằng là một lòng đứng dậy
và coi như là đánh trả quân giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc. Thì thưa với cả nhà chúng ta, đây là một cái chiến tích mà lẫy lừng, vang dội coi như rằng là khắp năm châu bốn bể, để bây giờ là trở thành một cái điểm nhấn du lịch rất là quan trọng đối với khu di tích lịch sử quốc gia này. Thì thưa với quý vị, hôm nay thì Nguyễn Đức Long lại đến đây và gặp một em trai này. Em cũng là rất là thích đi tham quan những cái khu di tích lịch sử như thế này, và em cũng chia sẻ rồi đó, thì quý vị cũng biết. Thì bây giờ nếu như mà tuổi trẻ hôm nay, thì em có cái lời khuyên gì đối với những em tuổi trẻ bây giờ đó, như thế nào khi mà bước chân đến cái khu địa đạo Củ Chi này? Đây là một cái nơi chiến tích lẫy lừng của quân và dân Việt Nam chúng ta trong thời bây giờ. Và nếu như em có một lời khuyên đối với cái tuổi trẻ ngày hôm nay thì như thế nào em? Chắc có thể em có một lời khuyên, đó là hãy nhìn vào địa đạo Củ Chi, hãy nhìn vào khu di tích này, thấy được cái tinh thần thép của người dân Việt Nam của mình trong cái sự nghiệp đấu tranh để bảo vệ đất nước. Thì trong cái thời bình như bây giờ, phát triển kinh tế cũng phải cần những cái tinh thần thép như vậy thì mới xây dựng được đất nước nó tốt đẹp hơn và mạnh hơn. Ok, rất cảm ơn em. Và thưa quý vị, theo như bạn Khánh chia sẻ rằng là đối với thời bình hiện nay thì chúng ta cũng phải có những cái tinh thần thép. Thứ nhất là xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Còn đối với cái thời mà chiến tranh ngày xưa của cha ông ta thì cũng phải có tinh thần thép và lá gan bằng thép mới có thể rằng là chiến thắng giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc. Đây là một cái, nói thật quý vị rằng là một cái trận đánh mà không căng sức giữa địch và ta, nhưng mà nhân dân Việt Nam chúng ta đồng lòng và được sự cái như rằng là hướng dẫn chỉ đạo của từ phía đảng, thì tất cả người dân Việt Nam chúng ta đồng lòng cùng với cái như bộ đội Cụ Hồ chúng ta đã chiến thắng bao nhiêu giặc ngoại xâm, chứ không phải riêng chi là giặc Mỹ. Thì thưa quý vị, theo chân Nguyễn Đức Long và tiếp tục gặp một bạn gái này. Em gái ơi, cho anh hỏi thăm tí, em tên là gì, em ở đâu và em đến đây hồi nào, và em đến đây có mục đích gì? Dạ, em tên là Thủy Tiên, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì em đi đến đây là với mục đích là tham quan và tìm hiểu thêm về cái di tích lịch sử của đất nước Việt Nam. Em gỡ cái khẩu trang được không em? Vì ở đây đứng xa xa không có sao đâu. Em gỡ cái khẩu trang để cho dễ nói chuyện, dễ nghe, mà em nói lớn tiếng tí xíu ha. Dạ, dạ em giới thiệu lại nha. Em tên là Thủy Tiên, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đến đây là địa đạo Củ Chi. Thì em đến với mục đích là em tham quan. Thứ nhất là em tham quan, và thứ hai nữa em tìm hiểu về cái lịch sử, di tích lịch sử của Việt Nam ta từ thời xưa được gìn giữ cho tới ngày hôm nay. Thì theo em thấy cái địa đạo Củ Chi này là một cái khu di tích, theo em thì em cảm nhận như thế nào? Thật thì em đến đây đó là lần thứ ba rồi. Wow. Dạ. Nhưng mà cái sự tìm hiểu và cái lòng tìm tòi của em về cái nơi đây nó vẫn chưa hết. Vì nó có quá nhiều cái lịch sử của Việt Nam mình. Nhất là của người dân địa đạo Củ Chi ở nơi đây. Là đã đổ biết bao nhiêu máu, xương máu ở nơi đây để mà kháng chiến, chống lại, giành lại quyền độc lập cho đất nước Việt Nam. Như vậy thì nếu như tuổi trẻ tụi em bây giờ thì theo như em thì em có cái nguyện ước gì đối với đối lại với cái công lao to lớn của cái như ông cha ta đã đi qua và đã từng hy sinh cho biết bao nhiêu cuộc kháng chiến để bảo vệ cái Tổ quốc hôm nay, thì mình là tuổi trẻ bây giờ thì em có những cái suy nghĩ như thế nào? Theo ý kiến và cái quan điểm của em á, thì bản thân em á, thì chỉ biết là mình nên truyền bá lại cho những ví dụ như là con cháu của mình, hoặc là những người mà chưa biết đến cái sự khổ cực của ông cha mà kháng chiến hồi xưa, và những cái hiện vật như ở đây, như tích
cả các hiện vật đều được trưng bày ở đây thì em nghĩ là mình nên giới thiệu và mình cho các em và các những người chưa biết là biết về những cái mà di tích, những cái ví dụ em ví dụ như là bên kia thì có xe tăng rồi có máy bay trực thăng, thì ví dụ như những em mới lớn lên các em chưa có biết được thì mình có thể là cho các em biết được đây là những hiện vật mà ngày xưa ông cha ta phải dùng nó để mà đấu tranh với giặc để giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam. Và các em cùng với tất cả mọi người mình gìn giữ và bảo vệ. Cảm ơn rất nhiều. Và thưa với quý vị, đây là một bạn Thủy Tiên, là người gốc ở Sài Gòn, hôm nay cũng đến cái địa đạo Củ Chi chúng ta và tham quan. Nhưng theo như lời bạn ấy nói rằng là bạn đã tới đây 3 lần, nhưng mà tham quan và tìm hiểu hết cái khu di tích lịch sử ở địa đạo Củ Chi này 3 lần rồi nhưng mà vẫn chưa hết. Tại vì ở nơi này nó có bao nhiêu cái dấu ấn lịch sử, có bao nhiêu cái kỷ niệm và cái chiến tích mà lấy lừng, thành ra đến thời điểm này là vẫn chưa có thể gọi rằng là mình tìm hiểu cho hết được. Tại vì nói một cuộc chiến tranh đi qua thì thật sự với quý vị nó cũng thời gian rất là dài. Và cái sự gian nan cực khổ của đồng bào quân và dân Việt Nam chúng ta trong thời bấy giờ thì cũng nói thật quý vị rằng là vô cùng tới như rằng là khó khăn khi mà vũ khí thô sơ. Và lúc bấy giờ thì quân và dân chúng ta cũng còn rất là khiêm tốn về kinh tế, vật chất, rồi kể cả rằng là vũ khí, nhưng mà vẫn đồng lòng mà quyết tâm đứng lên và đấu tranh quân giặc ngoại xâm hùng mạnh như vậy để mà bảo vệ Tổ quốc. Đây là một cái nói thật quý vị, đây là một cái sự mà rất là coi như rằng là tự hào đối với quân và dân Việt Nam chúng ta trong thời bấy giờ. Và hôm nay tất cả Như Long vẫn thấy rằng là đây, xin lỗi, đây một cô bé, chào con, chú chào con. Chào chú. Con tên gì con? Dạ, con tên Ngọc Hân. Ngọc Hân, hồi nãy giờ chú đang nói chuyện với cái cô bên kia thì tự nhiên chú thấy con đứng con dồm dồm. Ngọc Hân năm nay nhiêu tuổi rồi, con học lớp mấy rồi? Năm nay con 13 tuổi, con học lớp 7. Wow, con học giỏi không? Dạ, con học cũng được. Vậy đó hả? Đâu, nhà con đâu và con học ở trường nào? Dạ, con nhà con ở dưới Long An, con học trường Mỹ Hạnh Bắc. Mỹ Hạnh Bắc? Dạ. Như vậy là con ở thuộc về Mỹ Hạnh, Đức Hòa, dạ. Long An. Như vậy là con lên đây với ai? Dạ, con lên đây cùng với dì. Lên với dì. Như vậy thì hôm nay là chắc có lẽ là trường chúng ta cũng chưa có học lại đúng không? Chỉ học online thôi. Dạ. Thì con mới có thời gian rảnh đi tham quan. Dạ. Thì con đến cái nơi địa đạo Củ Chi này bao nhiêu lần rồi? Dạ, đây là lần đầu tiên con tới. Lần đầu tiên con tới thì con cảm nhận ở nơi này như thế nào? Dạ, con thấy nơi này rất là hòa bình, với lại có rất là tự hào tại vì ở đây có rất là nhiều dấu tích Việt Nam của ông cha ta để lại. Tại vì con nghe người ta bảo ở đây rất là trong xanh, với lại có nhiều dấu tích, nên là hôm nay con muốn tới đây để con tham quan. Tham quan rồi con tham quan đây bây giờ con thấy con có thích không? Có thích không? Dạ thích. Rất thích hả? Dạ. Nếu như mà con có những lời nào nhắn nhủ với bạn bè cùng lứa với con á, thì ví dụ đang lớp với con thì con nhắn nhủ sao? Con nên đến đây để tham quan một lần cho biết hay là như thế nào không? Dạ có, tại vì ở đây á rất là nhiều dấu tích. Hồi đó ông cha ta phải rất là kiểu gian nan, dùng kiểu máy bay rồi mấy cái súng tự chế rồi lựu đạn để giành lại niềm độc lập cho Việt Nam. Không, ông cha ta hồi xưa đó là làm gì có máy bay, không có máy bay đâu. chỉ có súng tự chế nè, lựu đạn tự chế đúng không? Thì để mà coi như rằng là đấu lại với quân địch thôi, chứ còn là ví dụ nhớ ba máy bay này, vũ khí bom đạn là hay hoặc là pháo 105, 115, 225 ví dụ vậy, thì tất nhiên những cái đó là vũ khí mà tối tân của cái như quân địch, chứ Việt Nam chúng ta thời bây giờ đâu có con ha. Thì bây giờ là chú cũng cảm ơn con rất nhiều. Tuổi trẻ nhưng mà con đã có cái tâm niệm về cái quê hương đất nước, cũng giống như là con biết suy nghĩ về cái công lao to lớn của cái nhà cha ông chúng ta đã đi trước và đã coi như hy sinh bằng xương bằng máu để bảo vệ Tổ quốc, để giành lại cái sự độc lập cho con cháu ngày hôm nay. Thì
chú cũng rất ngưỡng mộ con, và trước khi chia tay chú chúc cho con cố gắng học giỏi, trở thành một người có ích cho xã hội trong tương lai. Dạ. Con nhé. Dạ con cảm ơn chú. Rồi chú chào con nha. Dạ. Bye bye.